Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay đó là ngày thứ bảy tại Hoa Kỳ, ngày 17 tây tháng 7. Thì Việt Nam đó bây giờ đã là ngày chủ nhật, ngày 18 tháng 7. Thì cuối tuần này chúng ta cũng không có nhiều cái thông tin nhưng mà Thuận muốn dành cái thời gian này để mà chia sẻ một cái thông tin liên quan đến Ethereum với các bạn. Đây là cái thông tin liên quan tới một bài viết có tên là EIP 1559 có làm giảm phí giao dịch cây khan hiếm do đốt coin và sự phẫn nộ đến từ thợ đào. Đây là bài viết của bạn Nguyễn Hoàng Trọng đã được đăng ở trên trang web Thuận Capital. Và bây giờ đã cập nhật của Temium là ngày 4 tháng 8 cho nên thủ dành thời gian này để mà chia sẻ thêm những thông tin liên quan đến EIP 1559. Chúng ta bây giờ hãy bắt đầu cái bài viết này. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Thì bây giờ thường sẽ chia sẻ cái bài viết này với các bạn. Thì Thay vì đó là người mua người bán đặt phí, mạng sẽ tự động tạo giá hay còn gọi là base fee, giá sàn hay là cái giá căn bản phù hợp với cái mức hoạt động hiện có của mạng. Nếu như mà mạng lưới đang đông đúc thì base fee sẽ đi lên, nếu như mà mạng lưới không hoạt động thì base fee sẽ giảm xuống. Người dùng vẫn có thể trả thêm phí để thợ đào có thể xử lý giao dịch nhanh hơn, nhưng đó không phải là điều kiện bắt buộc. Thì hướng đến tháng 8 của năm 2021 này, Ethereum sẽ có đợt hai phút quan trọng mang tên là London. Bây giờ đó, dự đoán là ngày 4 tháng 8, thì dự kiến sẽ triển khai lần lượt 5 cái EIP, hay còn gọi là 5 cái đề xuất của mạng lưới Ethereum. Trong đó, đó có đề xuất EIP 1559 gây ra nhiều của sự tranh cãi nhất. EIP 1559 được đề xuất lần đầu tiên vào năm 2019 bởi và Thalet Buterin để mà giải quyết các vấn đề liên quan đến chi phí cho mạng lưới. Thì trong cái bài này chúng ta sẽ thảo luận về đề xuất EIP 1559 tác động như thế nào đến người dùng và thợ đào cũng như là phí giao dịch có thực sự rẻ hơn hay là không trong vòng hai năm qua chúng ta đã có nhiều bài nói về EIP 1559 nhưng mà cuối cùng thì chúng ta chỉ còn bài tuần nữa thôi trong thời gian khoảng chừng là 3 tuần là đã có cập nhật London có cái đề xuất EIP 1559 này rồi thì chúng ta hãy nói một chút về cái khái niệm soft fork và hard fork thì uh, support giống như là bạn cập nhật phần mềm iOS cho cái iPhone của bạn thì nó tương thích với các đời điện thoại khác nhau như là từ iPhone 7 đến iPhone 12 Hard Fork cũng là cập nhật iOS mới nhưng mà lần này đó nó bắt buộc là bạn phải nâng cấp lên iPhone 12 thì mới chạy được cái phần mềm mới này Nếu như mà bạn không đồng ý nâng cấp điện thoại thì bạn vẫn xài iPhone 7 với cái phiên bản iOS cũ từ đó chúng ta chia tách hai nhánh vì xài hai phiên bản iOS khác nhau và sẽ có những quy tắc hoạt động khác nhau fork là một cái thuật ngữ chỉ những thay đổi bắt buộc với tất cả người dùng và những cái máy chủ hay những cái máy nô trong blockchain. Đây là một cái ví dụ mang cái tính minh họa mà thôi, chứ không phải là phản ảnh cái thức hoạt động của blockchain. Thì chúng ta hay nói tới là EIP-1559 là gì? Thì EIP hay là còn được gọi là Ethereum Improvement Proposal hay là đề xuất yêu cầu thay đổi mạng lưới của Ethereum thì trước tiên chúng ta cũng cần biết đó là mỗi giao dịch trên mạng lưới của Ethereum đều tiêu tốn một cái số lượng phí gas ngẫu nhiên đó khá đắt đỏ dao động từ cái phí rẻ đó là khoảng là 3 đô la cho đến đắt là khoảng là 120 đô la theo thống kê của Tamium Gas Station thì do đó đó EIP 1559 sẽ giới thiệu một cái khái niệm mới về cái việc là trả cái phí gas này thì trong cái đề xuất EIP 1559 á, sẽ chia ra làm hai phần Thì cái phí bây giờ sẽ được chia làm hai phần Một phần gọi là cái phí căn bản, cái phí sàn hay còn gọi là base fee Thì cái phí này đó sẽ tự động điều chỉnh phí giao dịch trung bình giá Tại thời điểm thực hiện cái giao dịch của bạn Nếu như mà cái khối lượng sử dụng hơn 50% đó Thì cái phí sẽ tự động tăng lên Và ngược lại Và cái phí căn bản này đó, Cái base fee sẽ được đốt đi toàn bộ sau khi mà giao dịch Phần thứ nhì của cái phí đó gọi là tip thì tips là cái phần mà phụ phí trả thêm khi mà các bạn muốn giao dịch được xử lý nhanh hơn Cái phí này đó thời đầu sẽ nhận Cái phí base fee thời đầu sẽ không nhận được Thì eip 1559 được triển khai Dự kiến đó là ngay cả trong thời gian tắt nghẽn cao Hầu hết người dùng sẽ không phải đợi nhiều hơn là một vài lóc, một vài khối để giao dịch của họ được xử lý Điều này đó có nghĩa là giao dịch từ của bạn sẽ được xác nhận trong vòng chưa đầy một phút Vì thời gian khối của Ethereum đó trung bình là từ 13 cho đến 14 giây, ngắn hơn nhiều so với cái thời gian khối là 10 phút của Bitcoin. Điều này ảnh hưởng đến cái túi tiền của thợ đào vì đó họ không có còn được thu phần lớn cái phí nữa khi mà xử lý giao dịch mà họ chỉ nhận được cái phần thưởng từ mạng lưới là 2 y từ một lóc và một phần cái phụ phí tiền tiếp nếu như các bạn muốn giao dịch được xử lý nhanh hơn. Thì cái câu hỏi là liệu EIP 1559 này có khiến cái phí gas thấp hơn hay là không thì thật sự là không hẳn đây chỉ là một cái sự tối ưu cho cái mô hình phí giao dịch trên mạng lưới của Ethereum bằng cách là làm mềm mại đi cái dao động của phí gas hơn so với lại cái thời đấu thầu mà không kiểm soát được cái cách mà Ethereum hoạt động bây giờ đó là cái phí gas sẽ đấu thầu các bạn muốn giao dịch nhanh hơn thì các bạn sẽ đấu thầu bằng cách là trả cái phí cao hơn đó là cái cách hoạt động hiện bây giờ đề xuất EIP 1559 này thật ra đó là có hai cái sự ảnh hưởng thứ nhất là làm cho cái phí gas ổn định hơn thứ hai là đốt đi một phần cái phí gas và đương nhiên cái phí gas là sử dụng Ethereum có nghĩa là mỗi lần giao dịch thì sẽ có một số lượng Ethereum bị đốt đi các bạn thấy được trên màn hình đó, đây là cái mức độ dao động của cái phí gas trong một khoảng thời gian giao dịch từ tháng 7 năm 2020 cho đến cái thời điểm hiện tại thì các bạn thấy được là cái phí gas rất là khó đón Có khi nhiều, có khi thấp hơn Có khi các bạn có phải trả cái phí gas lên tới là 20 đô, 30 đô Có khi các bạn chỉ trả có vài đô mà thôi Tại sao như vậy? Tại vì đó người ta có nhu cầu giao dịch nhanh Thì mọi người lại đấu thầu cái phí gas Đấu giá cho cái phí đó tăng cao hơn Thì EIP 1559 dự kiến sẽ không làm giảm cái phí giao dịch trên mạng lưới của Ethereum Vấn đề cái phí cao đó chủ yếu là do cái năng lực xử lý số lượng Giao dịch trên mạng lưới của Otemium có, có sự hạn chế trên cái tầng 1 của Otemium. Thì người dùng đó sẽ không có lo lắng vì họ nghĩ là mình trả cái phí quá thấp hay là quá cao trên mạng lưới. Ví dụ như là cái cơ chế đấu thầu hiện tại đi. Thì người A trả cái phí là 1 đô la. Bạn nghĩ là bạn phải trả cái phí là 10 đô để được ưu tiên xử lý trước. Nhưng mà thực tế bạn chỉ cần đấu thầu là 1 đô và 10 cent thôi. 1,1 đô là bạn đã được ưu tiên nhưng mà do bạn không có biết là người A trả cái phí bao nhiêu cho nên bạn lại trả cái phí cao hơn rất là nhiều và cũng không phải là chờ đợi hàng giờ đồng hồ để mà được xử lý tại vì bạn trả cái phí quá thấp base fee đó cái phí căn bản đó sẽ tự nâng lên hay là tự đi xuống tùy theo là cái thời điểm đó cái mạng lưới như thế nào và đương nhiên bạn vẫn có thể tiếp tục cho tiền tiếp cho những cái thời đạo để họ ưu tiên xử lý cái giao dịch của bạn nhanh hơn thì câu hỏi mà nhiều bạn hay hỏi là tại sao là phải đốt đi base fee, cái phí căn bản Thì có nhiều lý do để mà đảm bảo đó là không khuyến khích lòng tham cho những cái thợ đào Có nghĩa là họ sẽ cố ý làm tắt nghẽn mạng lưới một cách giả tạo Họ có thể là có những cái giao dịch ma để làm cho mạng lưới tắt nghẽn Thì lúc đó cái base fee sẽ tự động tăng lên Giống như là các bạn thấy được là tăng lên giống như là lên tới là 12,5% cho một lóc trong vòng 13 giây Thì đương nhiên họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn thì để làm giảm đi đó cái lòng tham đó thì cái cơ chế đốt phí ga khi mà thực hiện một giao dịch đó, để tránh trường hợp tiêu cực xảy ra. Các bạn nên nhớ đây là một mạng lưới phi tập trung chứ không phải là một mạng lưới từ thiện. Nên mọi người đó đến với cái mạng lưới đều vì lợi ích của cá nhân chứ không mang cái ý nghĩa sâu xa, nhân văn như là giải phóng nô lệ, cứu cả thế giới các bạn. Và mình cũng vậy Khi mà các bạn quan tâm đầu tư vào Terminium đó, Thì ai đó trong chúng ta cũng kỳ vọng về tiềm năng tăng giá trong tương lai Nếu như không có kỳ vọng Thì tại sao bạn lại lựa chọn Terminium giữa hàng ngàn những cái loại đồng khác nhau Thời đào cũng vậy Họ sẽ làm mọi cách để có được doanh thu cao nhất Vì đó là công việc kinh doanh của họ Nếu như mà cái base fee đó là không đốt đi mà sẽ đưa cho thời đào thì dẫn đến là thời đào sẽ có cái lòng tham họ sẽ tạo ra những cái giao dịch giả để nâng cái phí base fee cao lên, cái phí căn bản cao lên nhằm để mà hưởng được cái phí cao hơn. Cho nên á, và Tyler mới đưa ra cái giải pháp là đốt hết tất cả cái phí đó. Thì điều này đó sẽ dẫn đến một cái kết quả phụ là cái việc kiềm chế lại tốc độ lạm phát của Ethereum. Đây là cái hiệu ứng phụ của EIP 1559. Cho nên á, ban đầu đó khi mà người ta nghe nói tới cái cơ chế đốt Ethereum thì mọi người nghĩ là lý do tại sao mà có cơ chế đốt đi Ethereum khi mà giao dịch xong đó một phần phí bị đốt đi. Để mà làm cho y tìm khang hiếm hơn Thật sự không phải Cái lý do chính thức đó là để tránh trường hợp tiêu cực xảy ra Khi mà những cái thợ đào hợp lại Để mà tạo những giao dịch giả Để mà nâng cái phí cho mạng lưới lên Nhưng mà cái việc mà Ethereum đó Giảm đi tốc độ lạm phát Tại vì một phần Ethereum bị đốt đi đó, Thì đây là cái hiệu ứng phụ Vì từ ban đầu Vitalik đã quyết định Là đưa ra cái mức lạm phát mãi mãi Cho mạng lưới của Ethereum Để mà đảm bảo có thể trả thưởng cho thợ đào Hỗ trợ hệ thống bảo vệ mạng lưới vì và tha lực nghĩ đó nếu như giống như bitcoin khi mà đã đào hết 21 triệu rồi thì cái phí giao dịch sẽ không đủ hấp dẫn để mà mang lại động lực cho thợ đào để mà bảo vệ mạng lưới an toàn ethereum đó, trả khoảng 2 ether cho mỗi lốc khi mà được đào ra thì mỗi lốc là 13 giây mức độ lạm phát hiện tại của ethereum là khoảng 4% nhưng mà so với bitcoin lạm phát là 1,8% trong năm nay đương nhiên đối với ethereum đó, thì khi mà chuyển qua hệ thống proof stake thì cái phần trăm lạm phát sẽ còn thấp hơn ngay cả Bitcoin đây là cái dự đoán hiện bây giờ chúng ta sẽ nói thêm cho một cái video khác thì các bạn thấy được đó, bây giờ tổng cung lúc mà bài viết đã được viết là tổng cung của Ethereum là 116 triệu Ethereum và tổng cộng nó vốn hóa là khoảng 220 tỷ đô la ở thời điểm mà bài viết này được viết thì chúng ta thấy được là 35,7% của tổng nguồn cung của Ether tạo ra để thưởng riêng cho thời đạo và khi mà các bạn nhìn vào cái hình ở trên màn hình đó thì các bạn thấy được là từ khi mà Ethereum cho tới bây giờ đó là khoảng 35,7% của tổng nguồn cung của Ether được tạo ra để mà thưởng riêng cho thời đạo, để khuyến khích thời đạo tham gia để mà bảo vệ mạng lưới. Chúng ta bây giờ hãy nói tới lộ trình cập nhật. Thì cập nhật Ethereum đó, London Half được triển khai cùng với cái đề xuất EIP 1559 đã bắt đầu chạy thử. Và cái cập nhật này đã đang được chạy thử nghiệm ở trên mạng lưới thử nghiệm Testnet À, có cái tên là Rostan Các bạn có thể xem Ether được đốt đi trực tiếp ở trên cái mạng lưới thử nghiệm qua cái trang web gọi là whattheburn.com thì chúng ta hãy xem trang web whattheburn.com thì các bạn thấy được đây là cái cách hoạt động ở trên mạng lưới testnet của Ethereum thì chúng ta bây giờ hãy trở lại bài viết này thì một chuyến câu hỏi đó mà nhiều bạn cũng hay hỏi đó chính là tại sao lúc nào các cập nhật của Ethereum cũng lâu và họ thường hay là chế hạn thì không những đối với Ethereum mà còn đối với tất cả những dự án khác vì đây là một mạng lưới phi tập trung cần cái sự đồng thuận của tất cả các bên như là các bạn thấy được là cần phải có nhà phát triển, thợ đạo, cộng đồng không giống như là cách hoạt động của một công ty cụ thể giống như là Apple mỗi lần muốn cập nhật đó thì họ chỉ cần là đưa ra quyết định của công ty thì mọi người khác phải làm theo và rất ít khi mà có sự phản đối còn với blockchain đó do không có ai làm chủ cho nên khi mà muốn cập nhật phần mềm thì chúng ta phải có một cái gọi là đề xuất và từ khi mà có đề xuất cho đến khi mà thực sự cập nhật vào mạng lưới thì cần có sự đồng thuận của rất nhiều bên khác nhau nhằm cân bằng lợi ích. khi mà có cái sự phản đối một cách chia rẽ lớn từ nhóm này với nhóm kia thì sẽ xuất hiện tình trạng chia chuỗi như là đường em đi, đường anh an đi. đây là cái hoạt động của nhiều nền tảng như là Bitcoin và Ethereum. Nhưng mà với những cái nền tảng áp dụng cái hệ thống quản trị như là Cardano hay là Tezos thì sẽ không có cái sự chia chuỗi xảy ra. Giống như là bầu tổng thống, bên nào thua thì phải chấp nhận bên còn lại. Đây là một chủ đề mà chúng ta sẽ nói tới trong một cái bài viết khác. Chúng ta bây giờ hãy nói tới là tác động như thế nào đến mạng lưới. Thì cái việc triển khai EIP-1559 cũng sẽ áp dụng một khoản phí cố định để mà xử lý các giao dịch ở trên mạng lưới của Ethereum. Thay thế cái cơ chế đấu giá hiện tại mà vốn đang dẫn đến là cái phí gas rất là cao. Những nhà phát triển nó kỳ vọng là cái việc áp dụng một mức phí cố định sẽ ngăn chặn các thợ đào thao túng cái phí giao dịch nhằm lấy một cái lượng lớn tiền từ người dùng thì làm cho cái phí ít biến động hơn, nhất là trong thời điểm hiện tại khi mà người dùng phải trả phí nhiều khi hoặc là hơn 20 đô la cho mỗi giao dịch. Nếu như các bạn mà sử dụng những giao dịch phức tạp hơn như là các bạn sử dụng để mà yield farming đó thì các bạn thấy là trả 80 đô, 100 đô là chỉ bình thường mà thôi thay vì người mua và người bán đặt phí đó thì mạng sẽ tự động tạo ra một cái giá sàn cái giá căn bản gọi là base fee phù hợp với cái bước hoạt động của mạng lưới thời điểm đó nếu như mà mạng mà đang đông đúc ấy, thì cái base fee nó sẽ tự động điều chỉnh đi lên nếu như mạng không có nhiều hoạt động đó thì cái base fee sẽ giảm xuống người dùng vẫn có thể trả thêm tiền để cho thợ đào xử lý giao dịch nhưng mà đó không phải là điều kiện bắt buộc thì biết cái việc mà kích hoạt EIP 1559 á, thì các thời đào sẽ mất đi một phần của nguồn thu nhập có thể đó là lên tới là 3 phần tư của tổng doanh thu của họ trên các blockchain như là hệ thống proof of work hệ thống đào khác chẳng hạn như là bitcoin thì các thợ đào đó thường kiếm được ít hơn 10 phần nhân doanh, doanh thu của họ từ các phí giao dịch việc mà đào ethereum đó đã là một ngành kinh doanh đặc biệt sinh lợi cho đến ngày hôm nay 50 phần trăm doanh thu của thợ đào là đến từ phí giao dịch thì các bạn thấy được là đào ethereum đó thì cái doanh thu đến từ phí rất là cao so với lại phần trăm doanh thu đến từ phí khi mà các bạn đào Bitcoin. Vào cái tháng 1 của năm nay đó, cái phí giao dịch đã có lúc cao tới 500 đô la đối với là những cái thời đào đó. Mà đào Ethereum thì đây là một cái mỏ vàng theo đúng nghĩa đen. Thì cái cơ chế đấu thầu đó, ai trả cao thì sẽ được giải quyết trước. Dẫn đến tình trạng là không biết cao bao nhiêu là đủ, gây ra nhiều cái điểm thiếu công bằng. Dẫn đến những giao dịch nhỏ mà họ trả phí thấp đó. Nhưng lúc đó hầu như là sẽ không được xử lý giao dịch Các bạn thấy được trên màn hình Đây là một cái sơ đồ căn bản liên quan tới thời điểm Hiện bây giờ chúng ta có cái phí Và khi mà có EIP 1559 Thì các bạn thấy được là cái phí Sẽ là chia làm hai Là base fee và tip Bây giờ đó cả hai là một Chỉ là phí mà thôi Và subsidy có nghĩa là cái số Ether Mà nhận được từ thời đào khi mà đào mỏ lóc Thì không thay đổi thợ đào vẫn tiếp tục nhận được cái phần thưởng mỗi lốc chỉ là cái phí thay vì hiện bây giờ là chỉ một phí mà thôi sau này sẽ chia làm hai loại phí phí căn bản và tiền tiếp thì tiền tiếp thời đào sẽ tiếp tục giữ cùng với lại cái số lượng ether được thưởng mỗi lốc chỉ là cái phí căn bản base fee sẽ bị đốt đi thì doanh thu của những thời đào đó bao gồm hai nguồn chính chợ cấp khối và cái phí giao dịch thì EIP 1559 như là thuận vừa chia sẻ đó sẽ loại bỏ phí giao dịch như là một nguồn thu nhập cho các thợ đào và thay thế vào đó là tiền tiếp Khả năng cao là thu nhập kiếm được từ cái phí bao gồm sẽ ít hơn những gì thợ nào kiếm được theo cái phí đấu giá của Ethereum hiện tại. Cho nên thợ đào đó thường họ không có vui khi mà nghe nói tới cập nhật này. Ngược lại đây thì những nhà đầu tư như là Thuận và các bạn đó thì lại rất là vui vẻ và phấn khởi khi mà nghe nói tới cái đợt hai phút này, cái cập nhật luân đôn này. Tại vì đó khi mà chúng ta nghe nói cái gì đó mà đốt đi mà đốt đó thì sẽ biến mất mất đi thì sẽ làm cho Ethereum càng ngày càng khan hiếm hơn thì nhiều người cho là cái này giống như là Bitcoin hơn giá sẽ tăng khi mà nó khan hiếm và nếu như mà chúng ta thấy là giao dịch của Ethereum mà nhiều đó càng nhiều giao dịch thì cái phí sẽ càng đốt đi nhiều hơn và có thể tới một mức nào đó đó cái số lượng Ether bị đốt đi khi mà giao dịch đó còn nhiều hơn là cái phần trăm lạm phát mỗi một lốc nữa khiến cho Ethereum không những là không có phần trăm lạm phát mà còn dẫn đến cái tình trạng giảm phát của Ethereum đó là cái tư duy điển hình của những nhà đầu tư và cái việc bày đốt nhiều hay là ít ấy, thì đương nhiên sẽ phụ thuộc vào tổng số lượng giao dịch được xử lý trên mạng lưới chưa biết tương lai nó sẽ tác động đến giá cả như thế nào nhưng mà cái gì đó làm cho nó bớt lạm phát hơn thì cái nhà đầu tư đã vui rồi nghĩ là giá cả sẽ tăng thì ước tính bây giờ đó là các thợ đào sẽ mất từ 30 cho đến 4% thu nhập khi mà chúng ta có cái cập nhật EIP 1559 bây giờ đoán là ngày 4 tháng 8 năm 2021 này có nghĩa là chúng ta còn khoảng chừng là 3 tuần nữa nhưng mà dù sao thì từ lâu đó các thợ đào đã biết trước cái lộ trình mà Ethereum sẽ chuyển qua hệ thống Proof of Stake hệ thống cổ phần và điều này đang đến dần và các phần thưởng khối đó nghĩa là phần thưởng khi mà thợ đào nhận được khi mà đào sẽ không còn nữa họ chỉ đang cố trì hoãn cập nhật để hưởng cái khoản phí béo bở còn lại trong chặng đường đi đến hệ thống Proof of Stake hệ thống cổ phần thì trong lịch sử đó, cái phí giao dịch của Ethereum chiếm ít hơn 5% của tổng doanh thu thời đạo. Tuy nhiên, năm ngoái đó do cái tình trạng là nhu cầu cao dẫn đến tắc nghẽn mạng lưới nên cái nguồn thu từ phí giao dịch đã chiếm đến khoảng 50% của doanh thu thời đạo. Có nghĩa là hơn một năm qua nhờ cái sự nóng bỏng của những cái mạng lưới DeFi, những cái mạng lưới sàn phi tập trung DAX hay là những cái mạng lưới token sưu tầm NFT thì các thợ đào đã kiếm được một cái số tiền lớn đến từ phí giao dịch. Cho nên cặp dịch này chỉ ảnh hưởng đến thu nhập mà họ có ngay lập tức nhưng mà cũng không vì thế mà họ sẽ tấn công mạng lưới hay là họ không chấp nhận đào nữa. Vì trước đó rất lâu họ cũng đã biết là cái tầm nhìn của Vitalik là muốn đưa mạng lưới đi vào cái hệ thống Proof Stake, hệ thống cổ phần vào đầu năm 2022 và lúc đó cũng sẽ không còn đào được nữa. Đây đã là cái điều mà thợ đào biết từ rất lâu rồi. Và Thuận có thể chia sẻ với các bạn đó là từ năm 2017 đó khi mà Thuận tham gia vào à, những cái dịch vụ gọi là cloud mining đó, thông qua những công ty như là Genesis thời điểm đó để mà mướn tốc độ máy đào để mà đào Ethereum thì lúc đó và một năm trước nữa, nữa năm 2016 đã có nhiều người nói là sẽ nhanh chóng mà thôi lúc đó ai không nghĩ là cuối năm 2017 đó thì Ethereum sẽ chuyển qua hệ thống Proof Stake nhưng mà các bạn thấy được bây giờ đã trì hoãn từ năm 2017 cho đến năm 2022 đã trì hoãn là hơn 4 năm. Các bạn thấy được trên màn hình ấy, đây là cái biểu đồ sử dụng cái phí hàng ngày của Temium thì chúng ta thấy rất rõ ràng là mạng lưới của Temium nó ngày càng phổ biến cho nên dẫn đến ngày càng nhiều cái giao dịch năm này qua năm nọ từ năm 2016 đến 17 đến 18 đến 19 đến 20 và đến thời điểm hiện bây giờ. Nhưng mà vì cái lý do là các bạn thấy được là cái sự tăng đột biến do cái nhu cầu sử dụng những ứng dụng DeFi tăng lên cho nên dẫn đến là các bạn thấy được là cái phí mà những thời đầu nhận được trong cái thời gian một năm qua tăng lên đột biến chứ bình thường không phải là như vậy thì về cúp lõi đó EIP 1559 được thiết kế để làm cho cái phí giao dịch trên mạng lưới của Ethereum ít biến động hơn và có thể dễ dàng đón trước được nó sẽ không có còn nhảy múa một cách lung tung thất thường như là từ xưa tới bây giờ qua cái cơ chế đấu thầu của những người dùng mà nó sẽ theo cơ chế tăng giảm tự động theo nhu cầu sử dụng của những người dùng trên mạng thì điều này sẽ dẫn đến là cái phí di động nó sẽ ổn định hơn nó sẽ mượt mà hơn và những người sử dụng cũng đỡ nhọc hơn về việc bất an liệu mình có trả đủ cái phí giao dịch để mà được di chuyển nhanh chóng hay là không và cái dòng doanh thu thứ ba của những cái thợ đào tây miền mà ít ai nói đến đó chính là cái số tiền mà đến từ những người khai thác NEV ngày càng trở nên phổ biến với sự phát triển của những sàn giao dịch phi tập trung hay còn gọi là DAX trên mạng lưới của Ethereum thì các thợ đào đó có khả năng kiếm được nhiều phần thưởng hơn từ các giao dịch phi tập trung trên những mạng lưới DAX những khách hàng mà sử dụng những cái sàn phi tập trung á, những cái DAX á, thì họ thường coi trọng tốc độ và lệnh hơn là cái phí giao dịch cho nên thợ đào sau này có thể kiếm được cái phần khá hơn đến từ giải quyết những cái giao dịch ở trên những mạng lưới DAX thì hiện tại đó cập nhật này cũng chưa thực sự là giải pháp cho vấn đề phí cao của Ethereum nó chỉ làm tăng tính hiệu quả của việc trả phí vì lý do dẫn đến phí cao đó nằm ở tốc độ xử lý giao dịch của tầng một của Ethereum cho nên chúng ta phải chờ đợi các cách mở rộng blockchain của Ethereum thông qua những giải pháp như là sharding sharding nghĩa là chia cái dữ liệu ra làm nhiều phần và xử lý cùng một lúc hay là roll-ups trong tương lai gần đây có nghĩa là những cái giải pháp tầng hai và khi đó các vấn đề về phí giao dịch sẽ được giải quyết một cách hiệu quả hơn và đây là cái bài viết được chia sẻ trên trang web của Thuận Capital liên quan tới EIP 1559 mà Thuận mang đến cho các bạn. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái bài viết này. Và những người nào mà chưa có theo dõi Thuận Capital trên những mạng xã hội của các bạn cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những thông tin chính thức như là Telegram channel, Facebook và Twitter các bạn theo dõi. Thì các bạn có thể nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất hay là những người nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuận capital các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới để tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được 20% giảm phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance hay là các bạn có thể nhận được những cái bonus khi mà tham gia vào những cái sàn như là sàn margin nổi tiếng Bybit hay là sàn LMT các bạn cũng có thể bấm vào cái link màu vàng trên màn hình đăng ký group tín hiệu trade miễn phí và các bạn cũng có thể tìm hiểu những cái sàn ở Hoa Kỳ như là sàn Binance US Dành cho những bạn nào mà sống ở Hoa Kỳ mà thích giao dịch những cái altcoin Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong những cái video kế tiếp Tạm biệt các bạn